Ok, xin chào tất cả mọi người, trở lại với Hiện Máy Cày, kênh chuyên chia sẻ kiến thức máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ kèm theo máy nông nghiệp, dàn cày, dàn sới với cuốc rơm. Thì trong cái video ngày hôm nay sẽ đưa mọi người đến một cái thương hiệu máy rất là nổi tiếng ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam của chúng ta. Và đây là những cái video đầu tiên xuất hiện những hình ảnh của những cái chiếc máy này. Thì sau này sẽ có những cái hình ảnh về những cái chiếc máy này nữa đến với mọi người. Ở trên này thì mình sẽ chia sẻ được những cái thông tin về máy cũng như là với những cái chiếc máy như thế này. Ví dụ như phía sau mình sẽ là 5018 hoặc là 6040, thì ứng với mỗi chiếc máy nó sẽ có phục vụ với cái nhu cầu mục đích như thế nào cho mọi người á. Mình sẽ chia sẻ hết cho tất cả mọi người ở trên cái kênh Hiện Máy Cày này, cũng như là so sánh với những cái dòng máy khác cùng phân khúc. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết về thông số của một chiếc máy trước, đó chính là thằng 5018. Video sau mình sẽ chia sẻ về thông số của 6040 và để xem so sánh với 6040 với những cái máy mà nó cùng phân khúc mã lực thì nó sẽ như thế nào nha.